nhất lúc này, đến cả idol K-pop cũng phải mê, đó là chuột bộ trưởng bộ ngoại giao. Ồ, các cao thủ Du Chen có nhận ra đó là em chuột nào không? Chuột đồng này ư? Chuột bảy màu lẫn hay chuột lang nước nhỉ? Cute hết phần thiên hạ rồi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đấy là chức danh vô cùng xịn sò, được trao cho chuột lang nước hay còn gọi là capybara. Bộ trưởng với đặc tính vô cùng hướng ngoại, ai cũng chơi với được hết trơn. Nè he, mới đây đã lộ clip hình ảnh bộ trưởng cưỡi cá sấu đi dạo hay lướt trên mặt nước tại như con sóng, đã nâng tên tuổi của bộ trưởng lên một tầm cao mới. Đấy, thấy anh rùa đi chưa đủ chậm hay sao ấy, mà còn trèo lên lưng người ta nữa. Đúng là báo quá báo mà. Vì ngoại hình tròn ủm, tính tình hiền lành dễ xương đó, nên giới trẻ đổ xô nhau mê em ấy, tậu tất cả đồ dùng có capybara. Còn bạn đã có chưa nhỉ? Nhưng mà cuộc sống không giống với cuộc đời. Ở hiên thì gặp phiền, các bé chuột capybara tíu ta tíu thít rủ chúng ta cùng chơi trốn tìm kìa. Các bạn nhà nhanh trí đã sẵn sàng chưa nào? Hãy nhắm mắt đếm xem có bao nhiêu bé chuột xuất hiện nhé. Đùa một xíu thôi, mở mắt ra nào, có tổng cộng 10 con chuột xuất hiện nhé. Ôi, sao cứ thi nhau đáng yêu như thế này, bảo sao loài người không mê cho được. Stop, bạn đã bao giờ ăn thịt chuột chưa? Eo, với tầm kiến thức còn hạn hẹp của nhanh trí nghĩ rằng chuột hôi hám như thế chắc không ăn được đâu nhở. Thế mà không ngờ được các bạn ơi. Hỡi ôi, xâm thử, chuột con mới sinh là món ăn tươi sống được Tử Hy Thái Hậu Trung Quốc nghĩ ra. Từng con chuột còn đỏ hòn, được tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ bị các quý sử tộc ăn một cách ngon lành mà không hề day dứt. Thêm vào đó, còn là một món ăn từ chuột có thể khiến bạn buồn nôn khi nhìn thấy, đó là món chuột bó xôi. Sao trên đời này có những món ăn vô cùng ngon mà lại có những món ăn vô cùng lạ như thế nhỉ? Cho bạn 1 tỷ bây giờ, bạn có dám ăn thử những món này không? Comment dám ăn luôn hay là thôi, sợ lắm, xuống bên dưới để test ngay độ dũng cảm của mình nhé. Trong thế giới của loài chuột còn có một đám cưới vô cùng đình đám, mang màu sắc ám ảnh tâm linh rùng rợn. Đó là bức tranh đồng hồ, hẳn là ít nhiều bạn ở đây đã từng nhìn thấy, về một đám cưới chuột quen thuộc. Tưởng chừng chỉ đẹp thôi, nhưng chưa đủ, ẩn sâu trong đó còn là một bí mật rùng rợn mà chưa chắc học sinh giỏi đã biết đâu. Đố bạn đoán ra bí ẩn đó là gì? Một câu chuyện kinh dị hay một nghi lễ gọi hồn? Bức tranh đám cưới chuột có liên quan đến một câu chuyện kinh dị. Theo sách xưa, truyền thuyết về đám cưới chuột tóm tắt lại như sau. Vợ chồng nhà chuột đã lớn tuổi mà không có con trai, chỉ sinh được mụn con gái mà đã đến tuổi gả chồng. Hai vợ chồng bàn với nhau phải tìm nơi có quyền thế để gả con. Sau khi tìm gặp mặt trời, đám mây, gió, bức tường đều không thành, cuối cùng lại trở về họ hàng nhà chuột. Mà chuột thì lại sợ mèo, do đó hai vợ chồng chuột đành gả con gái cho mèo. Mèo vui vẻ nhận lời và chọn ngày lành đón dâu. Nhưng hôm đó, nhà chuột tưng bừng thổi kèn đánh trống, rước kiệu cô dâu đến nhà mèo thì liền bị chú rể mèo đớp luôn một miếng, nuốt sạch cả bọn vào bụng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Qua đây, bức tranh đám cưới chuột đã thể hiện một quan niệm triết lý nhân sinh của dân gian. Rõ ràng, mèo là đại diện cho thế lực cường hào gian ác ở nông thôn xưa, con chuột đại diện cho lớp người cùng khổ, là kẻ bị áp bức, bóc lột. Vì vậy mà ngay trong ngày vui của mình vẫn phải lo lót, biếu xén cho bọn hương lý cường hào để giữ mình và để được yên thân. Nhưng cuối cùng, cả nhà chuột trong bức tranh đâu có được yên thân đâu, đúng không các bạn ơi? Một ý nghĩa thật sâu xa về những bức tranh đồng hồ xưa. Chưa kịp để bạn chán thì lũ chuột, à không, lũ bạn đã đến rủ bạn đi chơi ra đồng rồi kìa. Hè đến rồi, cũng là lúc các bác nông dân thu hoạch lúa. Và đây là thời điểm lũ chuột mở party đấy. Rồi rồi, giờ ra đồng bắt chuột thôi anh em ơi. Nhưng trước khi đi thì đố anh em đâu là cách bắt chuột ngoài đồng đấy? Đặt bẫy kẹp này, bẫy lồng này, hun khói hay dùng mèo nhỉ? Ái chà chà, không chỉ một mà là tất cả luôn anh em ơi. Cứ tưởng ra đồng bắt chuột mệt lắm, ai ngờ vui banh nóc luôn. He he. Thế là bữa tối nay có một cuộc party thịt chuột ngon lành canh đào rồi. Vừa ăn mà vừa biết được lý do bí mật của loài chuột sau đây thì đúng là mới hết nước chấm. Hóa ra cái gì cũng có lý do của nó. Chuột chút chít ăn cắn phá mọi thứ cũng chỉ vì lý do bất đắc dĩ sau đây. Bạn đoán là gì? Vì chúng bị ngứa răng hay vì chúng quá thèm ăn?
Gì, cái gì cũng gặm, cái gì cũng cắn. Hóa ra là vì ngứa răng. Bạn thử nhìn kỹ xung quanh chỗ hòm tủ hoặc là vật dụng khác bị chuột gặm hỏng sẽ thấy ở cạnh đó luôn có một đống nhỏ hạt vụn. Thì ra chúng làm thế để giảm bớt khó chịu cho đôi răng của mình, chứ không phải thích ăn đồ cứng đâu. Răng cửa của những loài động vật nói chung chỉ mọc đến một lúc nào đó thì ngừng lại, còn ở chuột thì không. Đôi răng cửa ở hàm trên và hàm dưới của nó liên tục mọc ra, mỗi tuần có thể dài ra vài milimét lận. Có thể bạn sẽ nghĩ nếu răng cửa cứ mọc mãi, miệng chuột sẽ không thể ngậm được hay sao? Trên thực tế, tình huống này không bao giờ xảy ra, bởi vì để khắc phục tình trạng đó, con chuột sinh ra đã biết gặm nhấm vật cứng để mài bớt độ dài của răng chúng rồi. Vì vậy, gặm nhấm là việc của chuột, còn việc đánh bẫy là việc của con người. Đối với nhiều người, chuột có thể đem lại những sự phiền toái trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là như Nhanh Trí hoặc như các bạn. Nhưng với người dân quốc gia nào sau đây thì họ vô cùng tôn thờ chuột nhỉ? Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan hay Thụy Sĩ? Độc lạ Ấn Độ tới rồi đây! Tại đền Kanimata ở Ấn Độ, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tới đây thờ cúng, cầu nguyện. Khi tới đây, họ thường vứt về những chú chuột cho chúng ăn. Các bạn biết không, cả một đàn chuột nhung nhúc ở dưới chân ấy. Người dân Ấn Độ thường cho những chú chuột tại đền Kanimata uống sữa cơ. Những chú chuột được chăm sóc như những ông hoàng bà hoàng. Dù khách phải đi nhẹ, nói khẽ để tránh làm kinh động đến lũ chuột, cũng như không được phép làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến chủ nhân của ngôi đền. Wow, kiến thức này đã được tiếp thu. Hẳn là lũ chuột nhà mình ước gì được sang Ấn Độ lắm đây. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến chuột, nếu như bạn giải được, có thể là tầm suy nghĩ của một nhà tiên tri đấy. Chỉ với thân hình nhỏ cùng với sức lực ít ỏi, nhưng chuột vẫn có thể vượt qua những cái tên sừng sỏ như trâu, hổ, dê và khỉ để làm quán quân đứng đầu 12 con giáp. Tại sao lại như thế nhỉ? Câu hỏi này mình đã thắc mắc lâu lắm rồi. Vì loài chuột rất tinh danh, vì loài chuột nhỏ bé nhất, hay chúng được ông trời ưu ái vì lý do nào khác nữa không? Ái chà chà, sau khi tìm hiểu mình đã được biết, rất nhiều thông tin cho rằng chuột vốn là loài vô cùng tinh danh. Có một câu chuyện như thế này để chứng minh điều đó. Khi Ngọc Hoàng triệu tập các con vật lên thiên đình, cai quản ngày giờ trong năm, con nào đến đầu tiên sẽ được xếp đầu tiên để cai quản. Con chuột nghe vậy, hăm hở và muốn đến đầu tiên, nên nó đã bám víu vào đuôi của con trâu. Gần tới nơi thì chuột đã nhảy xuống trước, nên việc đến đầu tiên và được đứng đầu 12 con giáp là thuộc về chuột rồi. Ây gu, như vậy không tinh danh thì là gì? Ngoài ra còn có rất nhiều lý giải khác có liên quan đến việc tại sao con chuột lại đứng đầu 12 con giáp. Nếu như bạn nào biết thì kể xuống bên dưới cho Nhanh Trí cả các bạn nghe với nhé. Bây giờ thì quay trở lại với đam mê ăn thịt chuột từ nãy đến giờ đi anh em ơi. Bởi vì có một thông tin bất ngờ. Có lẽ những người mê ăn thịt chuột sẽ khóc cạn cả nước mắt khi biết đến những thông tin này. Thử thách tất cả những bạn học sinh giỏi nhất khối của bạn đoán ra loài chuột gây ra bệnh gì? Bệnh dịch hạch, bệnh viêm phổi hay bệnh teo cơ? Một căn bệnh thế kỷ mà loài chuột đã gây ra, đó là dịch hạch. Loại bệnh này đã từng lưu hành và là nỗi ám ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới. Căn bệnh này được mệnh danh là cái chết đen, gây ra trận đại dịch khủng khiếp nhất vào thời Trung Cổ tại châu Âu. Chuột từng gây ra bệnh dịch hạch, làm thiệt mạng khoảng 25 triệu người, chiếm 1/4 dân số châu Âu giai đoạn năm 1347, năm 1351. Quá kinh khủng, vào cái thời đó mà đám chuột đã tung hoành rồi ư. Vào thời điểm này, những con chuột ở trên các thuyền buôn đã mang theo loài bọ chét chứa vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch, gieo rắc khắp nơi. Thảm họa này tái diễn vào tháng 9 năm 1994 tại thành phố Surat của Ấn Độ. Sau khi dịch hạch phát tán, đã hại tới 50 người, làm 2.500 người khác phải nhập viện. Dịch nhanh chóng lan tới nhiều thành phố lớn của Ấn Độ, khiến cho số người phải đi xuống suối vàng tăng lên chóng mặt, đến nỗi chính phủ phải đóng cửa cả thành phố đó. Cho đến nay, bệnh dịch hạch vẫn còn hoành hành, nhưng chúng ta đã được tiêm vaccine đầy đủ thì không quá đáng lo về dịch bệnh này nhé các bạn ơi. Tưởng chừng như chuột chỉ biết ăn rồi báo là thế, nhưng mấy ai biết rằng tổ tiên của chúng đã thần thông đến mức như thế nào. Bởi vì xưa kia, con chuột có thể biến thành người đấy các bạn ạ. Đó là con chuột tình ngũ sắc hay chuột hỏa nhỉ? Bất
ngờ chưa mấy bạn học sinh giỏi, đó là con chuột ngũ sắc trong truyền thuyết, vốn chỉ là một con chuột bình thường, nhưng nhờ hấp thụ được tinh hoa, chúng có thể biến thành hình người, lại rất thích ăn thịt trẻ con dưới 5 tuổi. Theo ghi chép, nó xuất hiện dưới thời Lê Sơ, có bộ lông ngũ sắc và râu trắng như tuyết vậy. Nó cũng có 4 chân như bình thường, nhưng mỗi chân có thừa thêm một móng. Máu trong người nó là đen đặc và có thân hình đồ sộ, nặng đến 30 cân bằng một con cờ hó trưởng thành. Ui, chuột khổng lồ luôn này! Chưa hết đâu, con yêu tinh này có thể thay đổi hình dạng, biến hóa không khác gì Tôn Ngộ Không, và nó không sợ lửa. Hơn nữa, bùa chú bình thường không làm gì được nó. Tuy là một con chuột, nhưng nó rất mê gái. Ủa, gì ấy? Mà gu em chuột này cũng rất mặn, chỉ thích làm tiểu tam, thích phá nhà mấy người có gia đình. Cũng có khi chán quá, loanh quanh gần đó thấy cô nào chồng bỏ chồng chê, thì nó giả dạng chồng người ta, rồi bắt về. Eo, cũng may đây chỉ là truyền thuyết thôi, chứ nếu không thì thật là kinh khủng. Có khi đến mấy con mèo thành tinh cũng không dám lại gần. Câu hỏi tiếp theo tuy khá là dễ nhưng lại rất ngang trái đấy nhé. Vốn dĩ mèo và chuột rất ghét nhau, nhưng trong thế giới này có một con mèo nào làm bạn với chuột? Đố bạn nhận ra, mèo tôm hay mèo đen? Trời ơi, rõ ràng là mèo tôm chứ còn ai nữa. Bình thường thì hay đuổi nhau với chuột Jerry vậy thôi, chứ thật ra chúng vốn là một đôi bạn thân không thể tách rời. Để bảo vệ Jerry bé nhỏ, vì chuột là một loài gặm nhấm nên tôm đã giả vờ ghét Jerry và đuổi nhau trước mặt chủ nhân của mình các bạn ơi. Tôm làm điều này để đảm bảo rằng chủ nhân của mình không thay thế nó bằng một con mèo khác. Vì nếu như là con mèo khác thì biết đâu bất ngờ nó sẽ ăn thịt hay làm hại Jerry thì sao? Tôm của chúng ta quá là ngầu luôn đấy chứ. Trong cuộc sống, bạn có người bạn nào giống như mèo tôm không nhỉ? Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng để người khác nói xấu, âm thầm bảo vệ bạn của mình. Nếu có thì comment xuống bên dưới để cho Nhanh Trí biết tại sao bạn lại may mắn tìm được một người bạn như thế nhé. Ây yo, Nhanh Trí xin thông báo, chúng mình sắp mở lại chuyên mục Vinh Danh, Fan hỏi xoắn, Nhanh Trí đáp xoăn. Vậy nếu như bạn nào có câu hỏi gì hay thắc mắc gì, comment lẹ tay xuống bên dưới để Nhanh Trí lựa chọn và trả lời trực tiếp trong những video lần sau nhé.